Vậy là sáng giờ cái đoàn không cần chưa tới hả chú? Đi bệnh trước hả? Đón mình hả? Là dưới 90 tuổi đâu, 90 là dưới 90 tuổi đó. 90 có 2 đây. Có 2 hả? Rồi 88 luôn hả? Con trai từ thiện từ tâm, khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, tri tôn An Giang. Có phải sao bảo mình cơm? Chưa có tới ăn gì hoài á. Tới động từ tâm là mình tự làm. Làm tự làm là không có nhà tài trợ mà không có tổ từ thiện không gì hết. Ở đây ngồi nữa mình nghỉ ở đây ngồi mấy bà nấu cơm ăn rồi là mình mới đi. Bốn tám mười tám còn lên chảnh đóng đi 7-3 giờ mới đi lên chảnh thôi, còn ăn bữa cơm nữa chứ hơi lên chảnh không có cơm. Ở đây không có đem nồi lên chảnh rồi ra. Theo chú theo đoàn mà đó giờ là khoảng bao nhiêu năm rồi chú ba? 19 tuổi bây giờ. Wow, cái gì sao mặn? Cái chê sao mặn? Đâu đó cho con coi cái. Ờ nhắm hướng là mình xe tới là mình đi, mình phóng là mình đi hả? Bạch Hà đang làm sao mình nấu canh chua hả chú? Canh chua? Dạ. Yeah. Canh chua với đậu bắp, Bạch Hà. Canh chua, đậu bắp, cà chua. Chén thì cũng đi bà chồng đó luôn. Mình đi luôn ha. Đi luôn hết luôn. Đi đi chỗ Thông Tiên rồi luôn. À Thông Tiên luôn. Là Dừa Hổ. À Dừa Thông Tiên Dừa Hổ thì dài dài. Nói chung mình ở cái điểm đó là mình đi coi như cũng gần giáp hết luôn. Dạ. Có thể là qua bên Nam Hải. À mẹ Nam Hải. Qua Nam Hải mình ở đó. Dạ. Vậy là mình mấy cái năm mấy năm trước đi thì đi vậy đó. Dạ. Xuống. Như vậy là mình tới cái điểm mình dùng cơm xong là mình đi về cái điểm đó là tới tối luôn hả chú? Dạ. Tối tối rồi mới tới dùng cơm chiều. Mới lên. Dạ dạ. Vậy xe mình đậu mình tập kết ở bãi. Có bãi luôn. Dạ, bãi chú cái hồ hả chú? Không. Chụp chưa trong kia chút xíu. Đó thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Hay là con ngựa đi vô trong đó đó. Nó vô con chỗ rộng rộng á. Dạ. Dạ. Vậy là xe mình tập kết đậu ở đó. Rồi mình ở anh chở. Rồi tài xế dưới này ở dưới này. Dưới này số hậu cần ở dưới này. Dạ. Khi ngày sáng. Ủa, hồi sáng mình đi có xe hậu cần sáng mình có theo hả? À không, hậu cần ở dưới này khi mà sáng xuống rồi là hậu cần ta làm cơm sẵn rồi mình ăn mình qua. Dạ. Dạ. Vậy là sáng giờ cái đoàn hậu cần chưa tới hả chú? Đi qua bển rồi. Đi bển trước hả? Đón mình hả? Tới bển. Vậy chứ lo cái ăn trước cho no. Rồi cảm ơn chú. Chú ơi chú phải đường chú đi đoàn của chú Sơn Minh không? Đúng không? Chú ở đâu? Sáu thước. Sáu thước. Thuộc Cần Thơ hả chú? Về Kiên Giang rồi. Kiên Giang hả? Ờ Dòng Ghiền hả? À Dòng Ghiền, tròn Dòng Ghiền mà sáng xe chạy ra chỗ nó sang nó sang cái gì? Ngay chân chỗ ông mà nó ngay chân chỗ đó đó. Dạ. Chân đi á. Dạ. Chú thường đi trên này không chú? Hả? Chú thường đi đây không? Ít có đi mà lâu rồi, hôm nay mới đi nữa. Dạ. Chắc nhất dịch về đây hả chú? Ừ, trước dịch. Dạ. Dạ, năm nay đỡ chứ, mỗi năm mấy anh nói đoàn cũng ít đi lắm chú. Mấy năm trước á, từ khi mà dịch mà bắt đầu tới giờ đó, còn ít đi lắm. Rồi đỏ là hỏi anh Dòng Ghiền nó nước ở đâu? Hả? Dòng Ghiền nó nước, xe nó nước ở đâu? Nước rồi đỏ, nước căn cứ cũng dưỡng. Biết nó đó nghe chuyện rồi chứ mà mình đi xe ra từ xe ra đó nó nước không? Không, anh mình ở trong mình chạy xe. Đỏ chạy đâu chạy? Chạy đi kiếm ăn quá hả? Mẹ tới rồi nè.
Tao quay đầu không? Quay đầu. Ở sau lưng mình núi tượng này chú đi chưa? Chú đi rồi phải không? Sau lưng này núi tượng nè. Cái lý là nó cái đoàn chưa kia đi núi tượng. Ở đây núi tượng nó sao? Dạ đây nè. Cái cửa này là mình vô là núi nước, bên đây là núi tượng. Dạ chú đi thẳng đi, con thẳng là núi tượng cánh đồng chết sao sao? Giờ đâu có biết núi tượng. Dạ hả? Con mới đi 2 tuần nha. Dạ đi đoàn bên Pháp. Có đâu? Có hả? Có đâu? Vĩnh Thạnh. Con Vĩnh Thạnh nè. Vậy hả? Dạ. Sáng con ở nhà rồi của chú ba nè. Chú ba nào? Đón nhà rồi chỗ chú ba rồi đi chăn cho bến đò chú Mười đó. Vậy hả? Để đi lên đi rồi gặp nói nữa. Hai anh em đi chung nè. Cứ lên nói nữa. Vĩnh Thạnh ra tới Thanh Lộc. Vậy là tiền là chú nào? Đây chú tiền. Bữa nay là cãi cả. Không? Siêu mỏng đó. Đâu mình đang cái gì vậy? Chắc là mẹ mình trước cho mình cho á. Không làm cái đồ đâu không? Không đâu. Giờ này tụi đi về đúng núi rồi. Núi anh bên anh vui cho. Kẹp hà, kẹp hà. Chú đâm cái lối đi. Cái nắng lên đây. Ờ kể trong 50 đầu đợi trời chân tập hết đi. Ông năm bữa nay dễ căng dễ quả đâu cần tôi đón không? Trên núi rồi chạy căng vậy. Để chị ha, cho chị lên đi. Cái bà đi ra cái bà đi ra cái sàn trước đi. Thì ngồi giữa thì sao? Đâu luôn cái gặp á. Để lại đâu vậy? Dạ em đi với nội em. Rồi cho nó hơn hai bà nha.
cứu nữa đi cho xã đi rồi nữa rồi sao trong này chế lỗi rồi đào mình xuống giùm cơm cái gì ơi. Đứng lại. Xe tới. Ông cụ đó 88 tuổi đâu quý vị. Ở đây thì quý vị thấy cái bằng lăng tím.
ở đây mà được biết. Cụ ơi, cụ nay nhiêu tuổi rồi? 78 rồi. Wow, 78. Bữa nay đợt này là đi cụ cao tuổi không à. Ơi, chú Tô Bi. Dạ, chào chú. Đó, cái đoàn xe thứ hai tới, tất cả là 4 chiếc. Ờ, 4 chiếc đủ luôn rồi. Tại chiếc mình đi xe. Đủ 4 chiếc luôn. Hai chiếc. Rồi giờ bây giờ vô đi thẳng lên tới cái trước. Rồi ăn cơm tôi chọn luôn. Đây là quán cơm Từ Tâm cái gì à? Đây. Cơm chay từ thiện Từ Tâm, khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn An Giang. Đó, số điện thoại luôn. Đây, mình tháp tùng đoàn mình đi vô nè. Đó. Rồi đây, đây bắt đầu vô cái đầu mình vô ngồi. Bây giờ mình trả lại cái cạnh bên đây. Cạnh bên đây thì quý vị thấy nè. Tất cả mình là 4 xe. Cả là đông đây. Giờ này cái đồng hồ mình nó lại chỉ 11:30 nè. Cơm ngon bà. Cơm ngon bà. Ngon. Dạ. Lúc nào cũng ngon. Đảm bảo mà ngon đó mà. Cơm ngon cậu? Ngon không? Cơm rồi con. Dạ, để con đi vòng đi các bạn. Rồi mình trả lại đây mình coi đồ muỗng ở ngoài và qua các bạn là có. Rồi cụ lượng cơm đây. Ủa bà cụ phải đi ra chung cái đoạn nào không bà cụ? Không phải sao bà không ăn cơm? Chưa có tới ăn gì hoài á. Bà cụ nào bao nhiêu tuổi rồi bà cụ? Hả? Nào bao nhiêu tuổi à? 54. 54 hả? Ôi, đợt này đi là bô lão không à. Đó quý vị. Đây quý vị thấy bên này nè. Đó, văn văn vào bên kia luôn. Con đây.
đây cũng còn luôn mà con ơi. Nói này đã vậy? Sao đã? Gọn nè. Gọn nè. Bao nhiêu nè? Dạ hả? Cái này bị dưới biển hả? Biển dưới mít. Mít hả? Mới đầy nhau. Máy luôn mà nữa. Hả? Máy luôn mà nữa. Bật máy cũ hả? Máy làm phim luôn. Con đây con đây. Đó, bây giờ con đủ trả rồi nha. Nãy giờ trong cái dĩa mà không ăn. Đó là đem đi chăm chủ mình là chủ quán. Dạ trời, nãy giờ tưởng là khách trung đoàn. Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn chú nhiều. Nãy giờ tưởng là trung đoàn. Chủ quán. Dạ tất nhiên rồi. Người này là có công nhất rồi, đại tá đầu luôn mà. Chủ quán nổi ông sao không ăn không? Em có cái chuyện em vừa chạy chơi viên đó chứ có gì. Rồi bây giờ cái đoàn mình hình như tập trung là cũng gần đủ hết rồi đó. Cơm ngon chú ba? Chú ba, cơm ngon không? Vâng. Cơm ngon không? Cơm ngon không? Vâng. Con làm ăn sợ chút. Con đi để người ta bỏ, ta đi ta bỏ nha. Đi bỏ thì bỏ theo. Con tấm này ổn rồi. Rồi, mình đi giáp vòng rồi đó. Em ở đây một vụ xuyên suốt luôn hả? Xuyên ngày luôn hả? Có nghĩa là có đoàn nào ghé là mình phục vụ hả? Đoàn nào điện lại là phục vụ. Vì chú ở sao mình biết mình ước lượng đồ ăn được chú? Hả? Sao mình biết gì mình ước lượng đồ ăn được? Bây giờ cũng như đò điện lại bao nhiêu qua à, mình biết. À chú là chủ ở đây phải không? Dạ, bạn đi đoàn này chúng ta mình làm vậy đấy. Dạ. À, có nghĩa là có số điện thoại. Điện là có nào đoàn đi thì đặt bao nhiêu số lượng bao nhiêu ở đây mình làm. Rồi con nói với chú. Có số điện thoại là mà điện lại cho hay là lần này phải không? Dạ. Bao nhiêu cũng lo hết. Nhiều lo. Cho vô hạn định hết chú. Rồi cái này ăn canh chua rồi bước ra ngoài qua bên đó nó có đồ canh rồi bớt. Chú cho con một xé nữa không? Phải là thịt lên đâu? Ông chích một cành. Rồi lại ông chích cho nó. Ba nói chuyện hỏi cổ quá. Cổ quá à. Đây xung quanh một cái đòn của mình này. À. Chú ngồi đây nè Điền ơi. Chú ngồi đây nè. Thế nó ngủ à, em nghỉ vào. Tới 8 giờ nó tới. Anh quên. Rồi. Sắp hành vậy. Cô cái ghế này có ai mà không cô? Không rồi đi. Dạ. Vậy đó mà. Chiếc. Tới 9 giờ. Nhận được luôn đó. Thì qua gặp để gặp ông này gặp hậu chủ này hỏi cái mới được. Đi đâu rồi?
chủ đây phải không? Dạ. Chú làm ơn cho hỏi là cái hình thức mà phục vụ đây là sao chú? Xin chào quý bà con mình ha. Dạ. Ở đây là cũng như là tôi là chủ cái bếp cơm từ thiện ở đây. Dạ. Tôi là người ở xa, ở Hà Tiên á. Cái Hà Tiên hả? Tôi ở Hà Tiên, cái tôi đi cúng bảy núi nè. Dạ. Cái tôi đi về Ba Chúc này, cái tôi không có thấy nguyên cái thị trấn Ba Chúc luôn, mà tôi không thấy cái bếp cơm chay. Dạ. Cái với lại mình thấy đây là có trường học cấp 2, cấp 3. Dạ. Rồi thêm bà con ở Ba Chúc này là người dân tộc nhiều á. Dạ. Cái tự nhiên cái mình khởi cái tâm lên là ở đây mình phải mở một cái bếp cơm chay từ thiện để phục vụ cho bà con nghèo và phục vụ cho học sinh. Cái tự nhiên cái tâm mình khởi lên vậy, cái bắt đầu cái mình thuê mặt bằng, khởi động từ tâm là mình tự làm, là mình tự làm, là không có nhà tài trợ mà không có tổ từ thiện không gì hết. Là mình thuê mặt bằng cái mình thành lập lên. Nhưng mà bây giờ có ai tài trợ xuống chưa? Chưa. Vậy hả? Là mình tự bỏ tiền túi ra mình nhà. Là quê chú ở Hà Tiên hả? Quê ở Hà Tiên. Qua hả? Rồi ở đó là mình cũng đi về hay sao chú? Không, bây giờ là mình mở cái bếp cơm ở đây là mỗi một ngày vậy đó, là phục vụ cho học sinh với bà con người dân tộc đó, là tới 500-700 phần ăn, cả ngàn phần ăn. Chứ chẳng là mình không có còn về quê nữa, mà mình ở đây mình phục vụ tối ngày vậy nè. Vậy là có người phụ chú không? Có khoảng 7 người chị em phụ nữ phụ, mà mỗi người vậy đó là mình cũng hỗ trợ cho chị em là 3 triệu một tháng. Dạ. Thì người ta nghèo, dạ, người ta lại làm công quả, mà nếu dạ mà người ta làm công quả không thì người ta đâu có tiền, người ta dạ có túi thì xài cái gì. Dạ. Cái mình thấy gì mình hỗ trợ mỗi người vậy là 3 triệu. Vậy là bà xã có lợi thua tiếp chứ không? Chỉ có hai vợ chồng thôi. Dạ. Là hai vợ chồng biết nấu luôn. Là cô mặc áo bông đó hả? Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều. Rồi khởi cái tâm rồi, cảm ơn bà con cô bác mình nghe. Có dạ việc đi ngang thị trấn Ba Chúc này, ghé lại bếp cơm chay từ thiện từ tâm ăn giao duyên bà con ơi. Rồi cảm ơn chú nhiều. Dạ. Tâm Bồ Tát. Đây bà con ơi, khâu quẹt bà con ơi. Dạ ơi, như vậy là mình bắt đầu ngồi đây. Làm cái khúc ở đây bây giờ, tức xíu rồi nghe tiếp. Tâm lực đặc biệt thì tiến trình tu tập của bác chánh đạo là nền tảng căn bản, là một trong những muốn chân lý hỗ tập diệt đạo mà Chư Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên bố tại vườn độc quyền hay còn gọi là tổ hạnh lâm. Nhờ cái thông điệp này, nhờ cái bài thuyết pháp đầu tiên này mà năm năm anh em đều dần như tiền chứng quả A La Hán. Ngày nay đức thầy kính yêu chúng ta đã ăn cần nhắc lại tiền lâm Phật Thích ở xưa kia con tiếp hiện ra bát chánh kia hộ hóa dân lành trong khắp chúng hoàn cầu hữu thiện khắp dân kia. Với cái pháp của bát chánh đạo rất thích chung với mức sống tinh thần của thầy xét vô các giới tu hành, dầu là xuất gia tại gia đại thừa hay là tiểu thừa đều tu được cả, không có cao không có thấp. Nhiều khi con nói tới bát chánh đạo, cô bác nói thì vừa thôi, nói chi cao quá sao không mà thấy đâu cũng chật chật. Lý thức cầm là thấy kiến các trò nhằm lấy các phân ngô được là đạo Phật thật với cảnh ảnh quý cùng được tự nhiên, còn lại chưa sai nào hay thân chú thượng tạm mượn do chú đại thật thành cuộc phú quý tựa đang đang cùng dân cái sáng sớm phương trời của các trò còn khác chi cảnh qua sức sở chia tàn không chi và chân còn hậu chướng thì linh hồn đùng chiếc báo đời thật. Nó đâu có cái gì chỉ vậy. Cho nên ý thức sai lầm nó nhận không rằng có, nhận có rằng không, gặp tà tự chấp, gặp chánh tự tà, rồi nhận lấy cái thân khu trước mà thân của mình cái thật ra cái nào. Rồi mình ở đây thôi, nếu mình nghỉ ở đây ngồi mấy bà nấu cơm ăn rồi cái nào mình mới đi ăn nữa. chưa qua mời. Xe nằm xe bên kia để thôi, rồi lấy để mấy cô đi trước rồi mình sau đi nha. Ta đói muốn chết, con này ăn dưới muốn chết. Xin tiện cái cái xin nó mất nhọn mi sinh gì với nó sẽ đẹp, rồi có ăn được đâu mà mua. Ở đó mua ở đâu? Ở đó chỗ đó là ở thuốc nốt rồi. Thuốc nốt. Dạ, cái ở trong cái đó mình chạy ra là vừa chạy chỗ ra là nó nằm ở nó đối diện bên kia, đối diện bên hỏi.
thì qua cái bữa sau người nói với mấy thằng bạn nó chạy ra thì lấy rồi. Đèn nó tú bự không đem xuống hả đèn? Đèn ơi. Đèn tú bự để đây hả? Mình chỉ quát cái bao lô nhỏ thôi phải không? Rồi chưa? Để cho người ta đi hết rồi mình đi cho nó dễ khỏi cạn. Không có ai đi nè, mình đi trước không đi. Cái cô này đi trước đi. Nhớ vô không cậu? Nhớ vô mà không vô. Rồi cảm ơn. Rồi. Ông sợ đau rồi không dám đẩy. Ông xuống hả? Nước theo chị cua. Cậu quên anh chú không biết con nãy lên đem cho thú nước hả? Để chỗ nãy ăn cơm bỏ cho nó không tiêu rồi. Rồi bây giờ xe mình tập kết về đây. Tập kết về cái bãi chỗ này. Mình đi về chùa Bồng Lau. Đây. Đây hôm trước là cái chỗ này là mình cũng đã ghi hình rồi đây. Là cái đường này mình đi về. Mình tập kết ở đây cái bộ phim mình lỗi rồi mình đi trở lên để mà mình chùa Bồng Lai của mình nữa. Ờ bị phim mình lỗi rồi, bây giờ mình do sửa máy rồi cái mình đi ở sau đuôi đoàn rồi đoàn quẹo mình đi thẳng luôn đó. Rồi. Thì bây giờ đâu cho ăn rồi. Cái đoàn mình đâu hết rồi. Đây, bây giờ mình trở lại đây quý vị. Chờ là đây cái đoạn mình hình như chờ nước cơm đây như vậy là cái bên hậu cần đã đến đây để làm đồ ăn để phục vụ cho đoàn này. Thì mấy cô đi trong đoàn cũng một người một tay một chân phụ vô để mà làm này. Đúng rồi, được rồi. Ở đâu đó giờ đấy thấy chưa? Mở đây. Thấy cái lò ngoài không? Hai đây hay. Rồi. Đó. Gà rồi bắt lên đi cho em quay cái coi luôn pha ngôi sao xanh à. Ngôi sao xanh này cũng là khách hàng của mình ở công thương của mình luôn pha rồi được chưa chú cái này kia là bếp ga gì chú bếp ga lò khè nhưng mà cái này di động ha à. Mình về đi đâu cũng được chứ ha thì mở ra nè mình đi rồi lại mới gáp lại nè mình gáp lại gáp mình chỉ khóa van lại thôi ha khóa van mở van là cái đó mình mở là nó cháy còn bây giờ cũng khóa không khóa nó vẫn được chứ thôi dạ chú bây giờ đoàn mình bắt đầu là nấu cơm ăn nấu cơm ăn rồi mới đi lên mình mới ăn chưa có qua mề rồi mà phải ăn còn cặp nữa ba nấu vậy chứ 2-3 tiếng hồi 3 giờ 3-4 giờ nên lội chạy được có nghĩa là mình ở đây là bắt đầu mình tập trung ở đây giờ mình tắm rửa rồi mình xà mình nghĩ không tắm thì tắm còn không lên chảnh tắm đi 7-3 giờ mới đi lên chảnh cho ăn bữa cơm nữa chứ hơi lên chảnh không có cơm ở đây không có đem đồ lên chảnh được dạ. Là mình lên chảnh là bên chảnh ngủ đó chú hả nói vậy chứ đi cứ động được thì cũng êm lắm nói vậy là đi quay là bước dạ. Luôn quay khi là bước luôn con đi ra 2 tầng à giờ đi lại cái này đi cái 4 xe gì vậy? Không mà đi đoạn khác là lại khác chú cái đoạn kia khác ở đâu biết mở đoạn là mở khác chứ là trình đi khác đâu giống nhau đâu rồi đây bởi vì là mấy cô chú trong đoàn mình phụ vô phụ vô để mà mình dùng cái bữa. Đây nữa nè, lọc
cô cái bữa này mình kêu là buổi chiều hả sao cô? Này buổi chiều nè, mình ăn là bữa này buổi chiều nè, nấu ăn là buổi chiều. Còn hồi nãy mình ăn ở chùa là ăn ở chỗ tự thiện là sáng. Buổi sáng hả? Ừ. Buổi sáng là sáng lỡ luôn rồi. Cái đó là ăn bữa sáng lỡ, tại vì sáng mình ăn sáng rồi, rồi đóng ăn sáng lỡ, rồi chắc này là ăn chắc chiều. Bữa sáng mình có ăn sáng không ta? Sáng rồi sáng mình đi mình sáng ăn vàng lắm. Mình ăn hủ tiếu đó. À. Tại vì bác chị sáng mình ghé chỗ mới đi chút xíu ghé chỗ cây xăng đó. Ừ. Mà không có vô đó mà. Vô chỗ cây xăng chỗ cái cái quán ăn mua như đạo Phật đó, cái quán gì hãy coi kêu quán gì. Tự nhiên nó mất trí nhớ rồi cô ơi. Tao trí nhớ thì. Cô nhớ nó bị lỗi. Bây giờ tưởng quán ăn có bủ mà. Không có. Cái ăn cơm hồi nãy là từ Tâm ở chỗ chị ra chị Năm có. Từ Tâm là mình mới ăn mình đi. Bữa hôm mình xin ra số lại đó. Chú tự chọn mắm ăn rất là ngon. Chú từ Tâm là mình mới ăn rồi mình lên xe mình đi đây. Dạ. Còn cái hồi sáng đó cái chỗ bún ăn hủ tiếu hồi sáng á là ghi nữa. Không có thao đâu. Bởi vì dở cái son ra chơi không có thao. Chú xe hậu cần là xe nào chú? Hả? Xe hậu cần. Hậu cần thì mấy cái xe này xe hậu cần nè, bây giờ đi lại đằng đó đâu trên đó. Bây giờ đây là không, xe này là đỏ bỏ đồ trong đây luôn hả? Bỏ đồ như đó, với hai với cái xe xa 60 nó nằm thùng trong kia. À mình nhào với thức ăn rồi. Mình bỏ vô hầm đó. Bỏ vô hầm hết. À. Đó với đó cái đó hầm đó. À. Còn cái xe số 60 mình kia cũng gạo củi. Là xe đó không có chở người hả? Có chở người luôn rồi, cũng ở dưới hầm luôn. Còn con đi đồng rồi thì có một cái xe hậu cần riêng. À, xe nhỏ. Thôi bây giờ hậu cần bây giờ cho đi xe nhỏ không à, bây giờ hồi sáng đi không đủ rồi mà con vậy là cái tết sao bây giờ còn đi xe nữa hay chú? Đâu đi nãy lên đây rồi đi rồi hả? Đi lên đây rồi trước kia là đây. Chú Sáu Minh không ở lại là ông đó nào đó đó hả? Ông đi đó đó, ông đi lên à. Ông đi lên rồi vậy là một chiếc thêm một chiếc nữa, không có chiếc nữa mà đi ông đi xe đầu hoặc là xe nhỏ xe điện thoại. Yeah, xe hai bánh luôn. Wow. Xe hai bánh cái đâu rồi cũng lại coi cái hầm của chú coi coi xe đó cái nhà 60 đây nè. Đây. Cái hầm của cái đội hậu cần rồi cái gì? Hết rồi, móc đồ ở đây hết. Không mà mình để tượng trưng đây mình thấy rồi biết rồi. Lo biết rồi. Đó cái xe mình. 71 là thuộc làm sao? Coi sao. Rồi, đây hậu cần nữa là cái gì? 60 nè. Ở đây là gạo nè. Gạo nè, giờ dưa leo nè. Bí đao, bí gỡ nè. Đó. Là cái xe 30 chỗ ngồi nè, mình nói sáng cái gì? 20 21060 nè. Đây. Đậu bắp nè. Cái này gì đây? Củi nè. Củi gì vậy? Nấu củi luôn nè. Rất ngoài luôn. Đó. Rất là tiện luôn, bỏ vô hầm hết trơn luôn. Năm 1B2771, mình đi xe 2771. Rồi. Thì bây giờ cái điểm tập kết này cũng y như cái điểm đợt chiến rồi mình đi. Tập kết giờ ở chỗ này. Đây một xe đồ hậu cần nữa nè. Chú cái đoàn mình là phải đoàn chú Sáu Minh không chú? Ủa hồi nãy chú đi chung cái bên con không? À đi chung hả chứ? À, cái con nghe nói là cái mà hồi nãy mình dư người là mình đi sau là tết nào nữa chú? Cũng đoàn Sáu Minh nữa nhưng mà tới đó, chưa? Tết trên này cao tới nãy giờ rồi. Cũng tới đây luôn rồi phải không? Tới đây nãy giờ rồi. À vậy là chú đi xe lớn phải không? Đi xe nhà không ra. À vậy là chú sáng chưa hết rồi. Lúc hồi sáng là coi xuống mà dư 30 mấy người đó. Đúng rồi. Là chú đi sao luôn? Đúng rồi. Tôi nghe không. Đi gì hả mệt chú? Mệt thì phải dán ly chứ sao. Hai người một chiếc xe ra hai đầu đầu hả? Hai người chiếc xe vậy đó. Vì mấy chiếc chú? Thì ba chiếc. À vậy là hồi sáng có một tớp lên rồi. Có một tớp lên. Ờ tớp rồi ta hồi lúc mà mình tập kết mình đếm là tới 32 người lận. Đúng rồi. Dạ. 32 người.
Con tưởng nó 32 ngày mưa là 16 chiếc xe là 16 chỗ vớt một cái rồi. À vớt hả? Chứ không vớt còn nguyên một nồi đó là mệt. Còn lại 6 người đó đi ba xe lên đó. Dạ vậy cũng đỡ là chú 6 mà bên đâu không đi xe đầu luôn. Ờ đúng rồi, chú 6 đi xe đầu luôn. Ổng ưu tiên cho cô bác. Chú cái này nồi gì chú? Cơm đó. Cơm đó hả? Cơm. Rồi. Ai giữ nó nghe. Chú đồ món là mình cũng làm đây luôn hả chú? Đó là món. Dạ. Rồi. Chú những cái nồi này mình nấu là bao nhiêu lít gạo chú có đo không? 100 lít. Đó hả? 100 lít là đồ nhiều quá chú. Tao nói nhiều ra tao chừng hao vậy. Chừng hao. Tao nói thấp nữa. Ủa cái này mình cân hả là mình lượng lít chú? Nhấp chừng đó hả? Nắm chừng hả? Chú vừa như một cái nồi này mình đổ cho 1/3 gạo không? Này cỡ 3 mấy lít. Cái nồi này nó nhiêu nè? Nấu phút gạo nè. Dạ. Chưa được nửa bao hả chú? Hơn nửa bao hả? Vậy làm bao 50 kg à? Bao này nó tới 65 lít gạo lại. Nó là 50 kg. Dạ. Hả? Chú, vậy là mình nấu gạo, nấu cơm thì mình nấu củ này cho đỡ hao chú, ga nó hao quá. Đúng rồi, ga hao dữ lắm. Vậy ga mình để làm đồ ăn thôi ha. Ờ, ga làm đồ ăn. Dạ. Con thấy gáp, đi ga đẳng rồi. Thì đã ra đoàn con cũng đi tới đây nè. Đi con đi đầu Đồng Tháp hơn 2 tuần rồi. Nhưng mà nấu sẵn ở nhà vô bao. Vô ruột ni lông á. Vô ruột rồi sẵn rồi làm sẵn hết trơn rồi đem đây vẫn còn nóng. Rồi cái là tập kết đi ăn. Chứ không có nấu. Ủa vậy là chú cũng thường xuyên theo đoàn này hả chú? Thường chú đi đoàn nào nữa? À, bây giờ coi như là mình lớn tuổi rồi, còn đi có đoàn nhà này không à? Dạ hả? Đi đoàn Sa Minh với đoàn Úc Bồ nè. Úc Bồ hả? Ừ. Có khi nào chú đi đoàn Đồng Tháp không? À, Đồng Tháp là đoàn của anh... Minh Nhí. Hả? Minh Nhí. Minh Nhí đó hả? Dạ. Không, chưa đi đâu rồi. Chú thứ mấy? Tôi thứ ba. Thứ ba hả? Chú quê đâu chú ba? Quê ở Trung An đó. Trung An Trung Nhất đó hả? Trung An Trung Thạnh á. Trung An Trung Thạnh hả? À, Chợ Ít một ngày xưa đó. À. Theo chú theo đoàn mà đó giờ là khoảng bao nhiêu năm rồi chú ba? À, tôi đi hồi 19 tuổi bây giờ. Đó. Wow. 19 tuổi mà năm nay 66. Vậy là cưới là cụ chào luôn rồi. Đi hồi 19 tuổi năm nay 66. Qua như vậy là lúc xưa là giải phóng chưa? Hả? Giải phóng rồi. Giải phóng rồi hả? Ừ. Là chú tính con năm mấy đi, nói vậy cho nó dễ đi, con tính lâu quá. Năm mấy không biết, nhưng mà mình đi hồi 19 cho 20 tuổi đi. Năm 20 tuổi đi. À 20 tuổi đi. 20 tuổi năm 66 tuổi rồi đó. À 66 mà trừ là 44. Ừ. Trừ ngược là 44 năm. 2020. Trừ ủa gì cũng lâu lắm rồi chú ơi. Lâu lắm rồi chú đi rồi đó là còn sơ khai lắm à. Hồi đó đi là quải chén, quải nồi rồi lên nấu cơm, quải củi rồi theo lên nấu cơm. Nhưng mà hồi đó đi cái phương tiện nó được như bây giờ không? Nó được tốt như bây giờ không? Đâu được gì. Nhưng mà ăn uống rồi chắc nó cũng không bằng đâu chú hả? Không rồi đó, ăn uống cũng bằng. Đúng mà hả? Ờ, bởi vì đi cái đoàn của Sáu Bền á. À, chú Sáu Bền có biết? Đi đoàn Sáu Bền á. Ông ở bên Cồn đúng không? Đúng rồi. Ăn uống rồi cũng đầy đủ. À, chú Sáu Bền ổng về chỗ con ổng thiết cũng mấy lần. Vậy đó hả? À. Hồi đó đầu tiên là đi đoàn của Úc Châu. À. Úc Châu rồi mới qua Sáu Bền, Sáu Hảo. Sáu Bền nha. Ông Úc Châu ông ở trên Tân Châu gì trên nè? Không. Úc Châu ở xã Nhị Tre lên cái xã Cái Dương đó. À. Ông chú Úc Châu ông cũng mất rồi. Ừ, ông mất rồi. Dạ. Rồi đi đoàn Úc Châu rồi qua đoàn của Tư Ứng. Rồi tới đoàn của Tầm Pha. Hai Tầm Pha. Ừ. Dạ. Rồi hai Tầm Pha rồi đầu tới đoàn đợi sửa xe nó một lần đó biết không? Con nghe nói chứ con chưa có gặp. Rồi. Tới đoàn đợi rồi bắt đầu mới tới đoàn này. Có chú có đi đoàn Hai Lùng không? Không. Không hả? Có đụng đoàn không rồi. Đúng. À. Hai Lùng bởi vì đi một năm là tới 12 lần lên núi rồi. Vậy đó hả? Cái này là kêu là trường kỳ kháng chiến. Một năm đi 12 lần núi thôi. Nhưng mà mấy năm trước đó nghe. Dạ. Chứ còn từ 3 năm trở về đây là một năm đi chừng 3-4 lần vậy hả? Sức khỏe cho phép cái gì chú? Sức
sức khỏe không cho phép. Với thứ hai nữa mấy đợt dịch bệnh đó chắc cũng vắng đi chứ dịch đi. Bệnh là không có đi luôn. Dạ. Dịch bệnh thì cũng 2 năm hả chú chú à? Dịch bệnh có 5 mấy à. Ừ. 5 mấy nhưng mà mình nghĩ đi là 2 năm. Con nghĩ là cái đợt ngày dỗ của Đức Thầy Đức Phật Thầy Tây An này con nghĩ chắc đụng đoạn nhiều lắm đó chú ba. Ờ đúng rồi. Ha. Đụng nhiều đợt này là đụng nhiều lắm đó. Tại cái lễ này quá lớn mà. Ha. Cái lễ này là lên tại ban chi sự đó là ngày mới lên ban chi sự đụng ít gì là cũng từ 2 đoạn. Mới. Ủa vậy là ngày mai ban chi sự mình ngủ ở trên ban chi sự hả chú? Ngủ ban chi sự. Dạ. Chú biết ông Tư Phương không? Chú Tư Phương á. Biết chứ. Dạ. Ông bây giờ ông đi cũng liên tục quá chú. Đi nè hả? Tư Phương nói chuyện được cũng dạ. Biết theo Quốc Nghiêm được không? Nguyễn Phước Nghiêm hả? Ừ. Dạ biết. Biết mà đang hơi con gặp con nghe trên coi trên YouTube cơ mà. Vậy là không gặp đi hả? Không có gặp. Đi bây giờ có bà vợ rồi. Được rồi, cái đó được. Bây giờ anh Nghiêm cũng còn dẫn đoàn đi hả chú? Nó dễ vào diễn nghỉ. Dạ. Nó có tiền mà. Dạ, diễn là mưa đó. Mà con thấy hình như cũng có đệ tử nhiều lắm chú ơi. Anh cũng có đệ tử nhiều lắm. Dạ, đúng vậy. Vậy vậy là mình đây là chỗ này nè. Vậy vậy là khoảng chừng 2-3 tiếng rồi mình mới đi hả chú ba? À 2-3 tiếng. 3 giờ đó, 3 giờ ăn cơm mình mới đi. 1 giờ rồi. 1 2 3 2 tiếng nữa. Giờ này mình giờ mình tắm rửa được rồi. Còn đi kiếm cá. Đó, bây giờ ai ai làm được cái gì đó ai làm thì được. Ai tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tụi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Đây mấy cô này làm nè. Cái này bạc hà vậy cô? Bạc hà đang làm sẵn mình nấu canh chua ăn à chú. Canh chua. Dạ. Yeah. Canh chua với đậu bắp, bạc canh hà. Canh chua đậu bắp, bạc cà hà, chua. Khóm. Khóm cà chua. Dạ. Dạ. Còn bên đây là cũng bạc hà nữa nè. Bạc hà đó luôn. Bạc hà nè. Đậu bắp nè. Mấy cô ơi, bữa nay đồ món mình được mấy món mấy cô? Bữa nay mình nấu mấy món đồ món? Đổ cô bữa nay mình nấu đồ món mấy món mà bố? Mình nấu canh chua. Rồi. Cái gì sao mặn? Cá chê. Cá chê sao mặn? Đâu đâu cho con coi cái. Đây đây đây. Rồi đâu khứa cá lóc lên nữa rồi. Cái này lát cá lóc rồi cho nó khỏi nguyên con. Cái này tại vì mình đi chưa lấy để ngoài này nè cho cái này là thái nha. Mình thấy cái khứa cá lóc. Cái này lóc xương rồi hả cô? Với đậu đậu xào. Cái này khứa cá chê. Có mắm mời mắm. Dạ mắm. Đây chả ra đây. Cái đó là mình làm bằng hũ kia hả cô? Đó làm tàu hũ trắng mình ha. Hũ trắng hả? Mình ép nữa hả cô? Hũ trắng sườn non. Dạ. Rồi thịt da nhậu lại làm. Thấy cũng hấp dẫn ha. Thấy hấp dẫn quá vậy. Cũng ngon lắm. Chú qua đâu mà bữa nay quay phim về chú? Dạ con đi chung với em á. Dạ. Hai anh em quay á. Con mới đi đoàn kia khoảng 2 tuần hơn nè. Đồng Tháp á. Quay này cũng 5 ngày 4 đêm. Lên đâu? YouTube. Đây này, cái này tôi đang quay. Lên đâu? Lên cái núi. Lên cái núi ô tô. Nè, nè, vô núi nè. Sao mặt nè. Đó. Quay xong mặt. Đây 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 cô chim con, có cô nào chưa có địa tự chỉ của con vô đây coi nè. Địa chỉ đó, địa chỉ YouTube của con. Hả? Ừ. Người tắm đi. Người tắm. Lên là thấy mấy cô. Dạ. Có đó cô đậu. Không có cái này là bấm vô gì nó vô hả? Dạ đúng rồi. Địa chỉ con đó. Bình Cần Thơ hả? Dạ. Bình Cần Thơ. Đó,
đây cái cô mày, mấy cô này là cũng đi trong đoàn nè, mà bây giờ là làm là... Dạ rõ, đó là có ta là cái trên của mình là có cô giống luôn, có mấy cô trong đó luôn đó. Bé bé đưa cho cô ông tạ ông bé. Chị không gành thì chị đưa mấy đứa chị cháu đó, nó gành nó bấm vô cái kênh là thấy cái kênh của em thì mình đi chung đoàn xong rồi bây giờ cứ đi tới cái điểm này thì mạnh ai nấy một người một tay một chân cứ phụ vô giúp rồi thôi cùng nhau ăn cùng nhau làm và cùng nhau ăn thôi chứ không có ai phục vụ cho ai đi. Đi đoàn là vậy đó quý vị, ai cũng vậy chứ. Đó, bên này là mấy cô tiếp tục làm. Bên kia là rửa. Bên kia là tắm. Đó, con xe ở đây bên này. Dạ, mình trở lại cái nồi cơm của chú Ba nè. Rồi, thì bây giờ mình tạm ngưng ở đây, chừng nữa mình quay tiếp tục cái gì. Sao chưa chú Ba? Kinh gì? Kinh này kinh dạ, gì? Gia Bình Cần Thơ. Sao chưa chú? Chưa chưa. Dạ. Chú cái này mình đâu có chắc nó hả chú Ba? Chắc chứ. Bình Cần Thơ hả? Gia Bình Cần Thơ. Địa chỉ của em nè. À, chú Ba nãy ông nấu cũng lâu lâu rồi đó mà bây giờ chưa có tại cái nồi lớn quá. Cái nồi lớn quá. Hồi nãy hơn nửa bao gạo hả chú? Hơn nửa bao gạo mà chú Ba ông nấu thành ra cái nồi nó to quá thành đòi hỏi cái thời gian nó khá dài. Ban hậu cần, ban hậu cần là làm việc vô tư quý vị, không bao giờ mà nói tại sao người này làm người kia không làm. Có nghĩa là ban hậu cần là tới đi đến là đi lạ là đi tới đi đến là làm thôi. Đi đến là xong vô là làm việc thôi chứ không có kêu người này người kia làm tiếp. Đó, người ai thấy ai rảnh thì vô làm thôi. Bây giờ mấy cô sản xuất thêm nữa nè, được 3 thao luôn. Ăn cho no nê xong rồi bắt đầu mình leo tiếp tục. Tay sớm trả đòn. Kêu ông qua bên kia ông kiếm. Để hồi nữa là thường bên đây không. Cô cái này cũng trả đòn phải không cô? Trả đòn á chú. Trả đòn á. Cái này cũng nấu canh chua luôn hả cô? Trả đòn này để xào xả ớt đó. Cái nào xào xả ớt cô? Cái chả đòn đó đó. Mình sắc ra. Dạ xào cho nó cá này đó. Chị, cái này mình để chiên không á? Nó bỏ trong cái đường kia mà sao để chung nó mà đi chiên chung chung mà để dưới cái để cho người một con đi nè. Ờ để bên kia ở đâu biết được. Ê, ở bên kia giờ bây giờ còn mấy cái bao tắm mà gì. Tắm đi. Bỏ luôn đó. Rồi. Rồi cái xe hậu cần nè. Rồi để đây là mấy chú cứ lấy ra dần nấu còn như để đây bắt đầu tiếp tục. Đi tiếp có nghĩa là mình ăn ở đây xong rồi mình lên trên trển là mình thuyết giảng là sinh hoạt đạo sự xong rồi là mình không mình ngủ trển luôn mình cũng lên như tôi luôn vậy thì đá coi mà đi luôn một chỗ mình ngủ trển luôn là sáng mình lội cho xuống dạ sao vậy rồi khắp món mình ha dạ. Rồi. Thôi mấy cô đang nấu rồi đó. Bây giờ cứ xíu nữa rồi mình nấu. Xíu nữa rồi mình đi hình tiếp. Cô cái này đường cát hả? Đường cát mình làm gì cô? Thắng màu đó mà. Kho đồ ăn. Là mình làm như nước màu vậy đó hả cô? Ừ. Nhưng mà là mình làm gia vị cho nó bỏ nêm cho nó ngọt luôn á ha. À, cho nó vàng lên. Đi bộ lại cái con
khăn nước màu mà cũng là gia vị luôn đó. Đường cát. Rồi bên đó là bạc hà tiếp tục. Món này dễ ăn, bạc hà nấu canh chua. Ở đâu ngủ không được làm gì thích ăn trong cái sáng chiếc ăn đi mờ khó vậy khó vậy sao lâu đi làm cũng sao mới đi lần mà để quay rồi đưa lên đó hết chi bà dữ hả ừ bà nội cho ba giờ có kịp vậy chứ một năm mới có lần đi chứ bộ đi bộ mỗi ngày mới đi xong rồi con hai cái chuyến con đi là không có đêm nào mà con ngủ được con ngồi con đợi tới sáng đi luôn con về con làm phim á làm phim rồi tới khuya rồi là ra đâu dám ngủ dạ rồi là thức sáng tới sáng chỗ nào đông thì mình đi đã quay cái này rồi chứ là đông đi à quay này rồi nhắm hướng nhắm hướng nhắm hướng là mình xe tới là mình đi mình phóng là mình đi hả cái này cái nhà vợ của người ta gì tôi hỏi cái này đi đông thì càng đông ta quay càng lên bữa đang cho lên đi giấu nè cái bà nói đi thôi cũng không được thôi lên đi giấu chẳng phải đưa cho bà đưa bà đi lên núi chứ làm gì lên tàng hình lên cái máy tàng hình đó cái này cái mình là cái gì dạ bên Cần Thơ bên Cần Thơ bên Cần Thơ hả bên Cần Thơ không ra địa chỉ nè đâu ra cho miếng đây bà muốn coi gì thì mở cho mấy bà coi đây chú cho người nhìn cho mà đó chú đó chú đây đây cho tắm rồi cho tắm rồi cái này ông muốn là ông có xin không cái đâu biết ông để làm này ông biết cái này để làm gì không ông xin thì không biết làm gì cũng xin nữa không có làm gì ông có máy bị déo không cho ông là bị déo này nè mới vô được ông vô mở cái đó lại lên cái máy là bữa nay mình ra quay đó gì mà cũng chờ vậy cũng là xin đi kè kè hấp dẫn này là hút đã lâu cơ nắng kìa hấp dẫn này kìa bây giờ nóng ấy nãy giờ quay mấy lần hấp dẫn này kìa mấy lần rồi bây giờ nó chắc nước ủa như vậy là mình chắc nước là chắc chỗ đó đó hả chú ba à con tưởng đâu là bưng tưởng là bưng nguyên cái nồi tắt chắc nó bây giờ coi mới hỏi chú ba hoài đó.